Alo. Anh không đón được con đâu, để em anh đón tổng thống xong anh mới về được. Anh không đón con, đón tổng thống đây. Em đi đón đi. Đã bảo anh vẫn đang ở đây đón tổng thống mà em cứ bảo về đón con làm sao được. Thì nói một từ là tôi đang đón tổng thống, không đây đón con. Rồi chưa? Được chưa? Ok. Hả? Đi đón con đi nhá. Đeo khẩu trang kiểu là cờ Mỹ là hiểu hàng. Rồi. Chọn con hay chọn không? Đấy nha.